Cô bé 10 tuổi hát mẹ tôi khiến cho huấn luyện viên lăng lê để chiêu dụ. Cẩm Ly nghẹn ngào, Đoan Trang nhận thua, bé 10 tuổi hát hết Tùng Dương, thể hiện ca khúc Mẹ Tôi từng thành công qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương. Cô bé 10 tuổi đã chạm vào trái tim Đại Nghĩa khiến cho Cẩm Ly nghẹn ngào. Thu Trang nổi da gà, còn Đoan Trang tự nhận thua vì hát không bằng. Tập 1 của chương trình Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí vừa lên sóng đã gửi đến khán giả truyền hình một phần dự thi của 7 thí sinh nhí đầu tiên. Các tiết mục đầy ấn tượng, lúc sôi động, khi sôi lắng đã khiến cho chương trình bùng nổ ngay từ những giây phút mở màn. Dàn huấn luyện viên gồm có Thanh Bạch, Đoan Trang, Đại Nghĩa, Cẩm Ly, Thu Trang, Dương Triệu Vũ đã phải chiến đấu với đủ mọi chiêu trò để thuyết phục được thí sinh về đội của mình. Một trong những tiết mục thành công và để lại ấn tượng mạnh mẽ đến từ cô bé Cát Viên. Dù mới 10 tuổi nhưng Cát Viên mạnh dạn thể hiện Mẹ Tôi là một ca khúc không chỉ đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc mà còn phải giàu trải nghiệm và có độ sâu trong suy nghĩ. Bản hit của nam ca sĩ Tùng Dương được Cát Viên trình diễn một cách ngọt ngào và khiến cho người nghe bất ngờ bởi sự chín chắn trong cách hát cùng cảm xúc mãnh liệt trong tiết mục của mình. Ngay khi Cát Viên vừa cất những câu hát đầu tiên, huấn luyện viên Cẩm Ly Đại Nghĩa đã gạt cần chọn thí sinh. Tiếp đó, hai cặp huấn luyện viên còn lại cũng đồng loạt gạt cần trước sự thể hiện xuất sắc của cô bé này. Nhận xét tiết mục của thí sinh đến từ Đà Nẵng này, ca sĩ Cẩm Ly vẫn không giấu nổi sự xúc động. Chị Tư chia sẻ, con còn nhỏ nhưng đã có nhiều cảm nhận về mẹ. Con có chiều sâu tình cảm, nên khi hát chạm được vào trái tim của cô. Tương tự, nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng cho biết tiết mục của Cát Viên đã làm lay động trái tim của chú và tất cả mọi người ngồi đây. Nam nghệ sĩ cho biết điều mà chú thích nhất trong phần thi của con không phải chỉ hát về mặt kỹ thuật, thanh nhạc mà có hồn trong đó. Khi tấm màn mở ra, chú hoàn toàn bị con thuyết phục với chiếc đầm trắng. Trong khi đó, huấn luyện viên Thu Trang cho biết cô bị nổi da gà với phần thi của Cát Viên và cho rằng cô bé đã truyền được tình cảm đến với người nghe. Đồng đội của cô ca sĩ Trương Kiều Phụ nhận xét, con nhìn y như một thiên thần nhỏ, con có được chiều sâu mà không phải là một đứa nhỏ nào cũng có được. Con có về đội nào cũng sẽ có một vị trí trong chương trình. Chú Vũ và cô Trang rất tha thiết con sẽ về đội của chú, vì hai cô chú rất yêu giọng hát của con, cái thiên thần của con, cái chiều sâu của con. Là cặp huấn luyện viên lên tiếng sau cùng, ca sĩ Đoan Trang thừa nhận, bài này khi cô hát, cô thua con, bởi vì cô không giữ được cảm xúc. Ngay khi bắt đầu hát, mẹ ơi con đã già rồi, là bắt đầu ngẹn rồi. Còn nghệ sĩ Thanh Bạch cho rằng, bên cạnh phần hát, Cát Viên còn có tổ chức của một người diễn xuất. Cả ba cặp huấn luyện viên đều muốn có được Cát Viên, nên ra sức thể hiện mình trước cô bé, thậm chí là hạ bệ đối thủ. Dương Triệu Vũ chê Đoan Trang Thanh Bạch là già và bị đội này bật lại là nông nổi. Nếu Dương Triệu Vũ nói rằng mình và cô bé cùng quê nên về một nhà thì Đại Nghĩa tự tin anh và Cát Viên cũng có một đôi giày lấp lánh. Cô bé một phen hú hồn khi các huấn luyện viên bắt đầu tung chiêu để mong có được bé. Các huấn luyện viên còn bất chấp ngồi bệt, lăn lê trên sàn để được gần thí sinh. Đại Nghĩa là huấn luyện viên quyết liệt nhất và quyết định cướp luôn thí sinh bằng cách bế cô bé về ghế ngồi. Cảm thấy bị yếu thế, Thanh Bạch bung chiêu cuối cùng bằng cách mang quà lên sân khấu tặng thí sinh. Mặc dù rất quyết liệt nhưng Đoan Trang, Dương Triệu Vũ đành để cho thiên thần nhỏ về đội của Cẩm Ly. Ngọc Nhi khoe giọng nội lực qua ca khúc Ngầu Hướng Sông Hồng khiến cho ba cặp đôi huấn luyện viên đứng ngồi không yên. Diễn viên Đại Nghĩa làm rơi cả giày khi chạy lên sân khấu tạo ấn tượng với thí sinh. Đại Nghĩa và Dương Triệu Vũ còn chịu thể hiện lại ca khúc trong khi nghệ sĩ Thanh Bạch nhiệt tình múa minh họa. Sau cuộc đại chiến, Ngọc Nhi quyết định về đội của Cẩm Ly và Đại Nghĩa. Trần Thị Quỳnh Anh thể hiện câu chuyện đầu năm và được cặp huấn luyện viên Dương Triệu Vũ, Thu Trang lựa chọn. Cô bé còn gây xúc động khi kể về chuyện về gia đình. Bùi Huyền Trang chọn ca khúc Cô Gái Vót Trong khoe giọng ca phúc, bé chọn về đội Thanh Bạch, Đoan Trang. Dù Dương Triệu Vũ và Thu Trang là cặp huấn luyện viên đầu tiên gạt cần. Hai cô bé Khánh Băng, Bích Tuyền thể hiện ca khúc Dân Cam Phải Lòng Con Gái Bến Tre ngọt ngào. Các huấn luyện viên gác đều đồng tình đây là thí sinh phù hợp nhất để về đội của Cẩm Ly. Ca khúc Bóng Bóng Mang Mang được thể hiện bởi cặp song ca Cẩm Tú, Anh Khôi khiến cho ba cặp huấn luyện viên không ngừng đưa ra. Thu Trang, Dương Triệu Vũ là người giành được chiến binh này. Tập tiếp theo của vòng lộ diện chương trình Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ ba ngày 30 tháng 5.